Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Hôm nay là 19 Tết rồi các bác ạ. Hình như là 20 rồi thì phải. 20 Tết rồi, không có gì, 5 ngày nữa thì nhà em cũng nghỉ hàng rồi. Các bác nào mà chưa mua được hàng thì nhanh tay gọi lên cho nhà em. Tầm này thì khả năng là cũng gọi là không còn gì để thua lỗ nữa rồi. Đấy, thì hôm nay em lại tiếp tục giảm giá một con máy giặt nữa. Ế, vẫn nằm đây. Con này em quay video khoảng tầm trên 10 ngày nay rồi, vẫn nằm đắp chiếu ở đây. Đấy, tôi thì đằng nào cũng vậy rồi. Muốn bán nhanh, nghỉ Tết sớm, dọn nhà ăn Tết. Cũng để các bác cũng mua được cái máy giặt mới để năm nay đón xuân mới, vợ con nó cũng đỡ vất vả hơn. Bản thân mình đàn ông mình cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Bởi vì chiếc máy giặt này là giặt cửa ngang, lồng ngang thì nó sạch hơn. Đấy, giặt xong thì nó sấy luôn. Mưa gió này các chị em đỡ mình mang đi phơi. Mà nhất là các bác đàn ông đấy. Giặt quần áo xong rồi mà các chị em đi làm rồi ở nhà lại phải thò tay mà đi phơi rất là ngại. Thì đây, hôm nay các bác tậu ngay một em máy giặt này cho em. Giá bây giờ thì nó là ối trời ơi rồi. Đấy, VX LAVX 3000. Dòng này dòng đời cao, sang dòng dây cô doa rồi, vẫn dùng sóc to, khá là êm. Đấy, con này là giặt 9 cân, sấy 6 cân. Đấy, sấy bằng block nhá. Em quay qua máy này. Đấy, máy thì cực đẹp luôn. Nguyên zin 100%, chưa đính một hạt sơn tang nào. Đấy, máy thì có một vết rất mờ mờ ở đây. Đấy, còn toàn bộ máy là máy zin, không đính một hạt sơn tang nào. Dọn đúng theo kiểu nguyên bản cho các bác. Đấy. Đấy, em quay vào tem luôn đây các bác. Tem đây. LAVX 3000, giặt 9 cân, sấy 6 cân, đắt 2011. Đấy, sản xuất vào năm 2011. Đấy, máy đây doang chỉ đây. Xanh đét đèn đẹp luôn. Đấy, rẻ. Vứt ra ngoài. Đây, máy trắng trẻo, doang thì sắc nét luôn. Đấy, em bán cho các bác giá là chiếc này là bao dọn. Bao dọn chống ồn các bác. Các vách rồi. Đấy, bao êm. Đấy, chống ồn rồi. Bi phốt em làm cẩn thận rồi. Bi thay mới, phớt thay mới rồi. Kiểm tra cẩn thận rồi. Trước này em bán cho các bác giá là 9 triệu đồng. Đấy, 9 triệu đồng cho em máy giặt VX3000 này. 9 triệu đã bao gồm bảo hành 1 năm, đã bao đổi nguồn, không bao phí vận chuyển. Bác nào không đấy đổi nguồn thì giá là 8 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, nhà em thì bây giờ không có giá thợ nữa rồi. Đấy, giá dân hay giá thợ thì nó như nhau rồi. Thậm chí là thợ bây giờ cũng giá như thế này rồi. Đấy, giá là 9 triệu bao gồm đổi nguồn, không lấy đổi nguồn trừ đi 500 ngàn. Đấy, bác nào lấy thì nhấc máy lên gọi em hai số điện thoại 0377996066. Số dưới là 0975360433. Nhà em ship mọi miền Tổ quốc. Đấy, ở đâu cũng ship được hết. Đấy, các bác cứ alo cho em. Đấy, giá trên thì là 9 triệu rồi. Đấy, không còn giá thương lượng đâu. Đấy, các bác bây giờ không thể đi mua đâu được con máy giặt mà giặt 9 cân, sấy 6 cân bằng block này, VX3000 này. Mà giá chỉ có 9 triệu luôn. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy, không mua thì giờ mua con máy gì. Toàn bộ máy này em bao zin nhá, mạnh nhất không động chạm gì. Nói chung là bao đẹp, đẹp theo chất cũ. Đấy, con này nó mới khoảng tầm trên 90%. Đấy, có xước sắt nha. Đấy, bác nào yêu cầu sơn vách thì em sẽ sơn vào cho. Còn không cứ để nguyên bản như thế này. Đấy, đấy, để zin đúng như thế này luôn. Đấy, bác nào thích tước thì bỏ em tước cho. Đấy, tùy các bác nhá, tước sơn không lấy tiền đâu nhá. Đấy, đấy, dọn theo đúng kiểu nguyên bản nha các bác. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại ghi sẵn trên màn hình rồi. Giá em nhắc lại nữa, 9 triệu đồng bao gồm đổi nguồn, bảo hành 1 năm, bao zin toàn tập, không đính hoạt sơn ta là trước sau như một. Đấy, bác lấy thì alo cho em. Đấy, máy chặt 9 cân, sấy 6 cân, doang chỉ lồng tiếp quay các kiểu cho bác rồi. Thế các bác kết cứ alo em hai số điện thoại. Em chào các bác nhá.